Rồi. Con thấy là da cô cũng với tuổi cô hiện tại là cũng rất là đẹp rồi, nhưng mà hơi nhiều đồi mồi một chút thì mình sẽ phải khắc phục bằng màu sắc của cái trang phục. Giống như cô đang mặc bộ trang phục như bây giờ nè, là trắng đen nhìn nó hơi bị tối, nó làm cho mình trông trông hơi bị buồn đó cô. Cho nên mình lớn tuổi rồi, mình cũng không phải là ăn mặc sặc sỡ quá đâu, nhưng mà mình sẽ lựa chọn những cái màu sắc nào đó cho nó nhìn nó vui mắt một chút, để trong cuộc sống mình có nhiều niềm vui hơn đúng không? Người khác nhìn vào mình cũng thấy vui hơn nữa đúng không cô? Nói chung là trông nghe không bằng mắt thấy ha. Giờ có mấy cái hình ảnh hồi xưa đó, là Sá có đi Canada hay là có đi chụp với bạn rồi nè, như có gia đình. Tốt quá, thế cho con xem với ạ. Đây, à đây là hai chị em đúng không cô? Đâu, bên nào là cô ạ? Chị gái nè, này cô. Trời ơi, giống nhau quá, không nhận ra được luôn á. Người mình đã ba vòng bằng nhau nè, mà hơi tròn một chút xíu mà mình mặc áo sọc ngang á, là mình sẽ dễ bị tròn hơn á cô. Mà áo ba lỗ nữa, nó dễ làm cho mình hở khuyết điểm á. Đây là con gái hay là cháu gái à cô? Cháu gái của chị. À, là con gái của chị. Trời ơi, đi sở thú mà ngầu, mặc đồ ngầu quá ha. Nhưng mà cái kính này không có hợp với cái đầm này nha cô. Tại vì nhìn cái kính này rất là ngầu. Cái kính này này nó làm cho cái mặt của cô nó bị tròn ra, bởi vì nó là cái ngang. Đúng rồi, với những cái người mà gương mặt mình tròn á, mình thì dùng những cái gọng mà nó hơi có góc cạnh chút xíu. Ví dụ như là hình vuông, hình chữ nhật đó, hoặc là hơi mắt mèo thì nó sẽ làm cho cái mặt mình nhìn nó dài hơn. Còn cái kính này là nó làm cho mặt mình bị ngang ra nè. Thôi Cô nha, biết mai mà. mốt đem cho con gái nha. Dạ rồi. Được rồi, con có coi qua mấy cái này, mình còn hình nào nữa không cô? À, cái hình này là cô đi qua nhà Canada qua em À, gái đây là hình chơi. đi qua Canada chơi ha. Trời ơi, cũng xài đồ hiệu lắm nè. Tức là mỗi cái mà cô xài á, cái áo cũng đẹp, cái váy cũng đẹp, cái túi cũng đẹp, nhưng mà ba cái nó không liên quan đến nhau thì là nó làm ra một cái tổng thể rất là rối mắt. Thà là mình một cái đầm đẹp thôi, mình khoác nhẹ cái túi hay là mình khoác nhẹ cái áo là được. Áo mình nhiều thứ quá trong cùng một cái bộ đồ là nó sẽ làm mình rất là bị rối nè, cái nào cũng có họa tiết hết. Trước khi để đến bước tiếp theo á, thì con muốn hỏi thêm một chút về nguyện vọng của chú, là chú có muốn đặc biệt muốn là cô sẽ thay đổi như nào không ạ? Xem qua những cái chương trình trước đây tôi coi ấy, thì cũng sau khi mà được các chuyên gia đồ trang điểm rồi hay là tạo dáng này nọ lại thì thấy diện mạo bên ngoài hiện tại của bà mẹ U60 này chắc chắn thời thanh xuân rất đẹp. Được biết cô Thúy Ngọc tiền thân từng là giáo viên, sau khi nghỉ hưu chỉ kinh doanh tại nhà. Cuộc sống giản đơn được chồng và hai con trai yêu thương, và đặc biệt hơn nữa là sắp trở thành bà nội. Nãy đến giờ là con cũng thấy hơi ngờ ngợ rồi này, tại vì là trước đây chương trình cũng có một cô tên là Ngọc luôn tham gia chương trình và rất là giống cô, mà con không biết là hai người có quan hệ gì với nhau không mà sao giống nhau với người ta. Đó là chị của cô đó. À, là chị ruột luôn. À, sinh đôi đúng không À, cô? hai người sinh đôi rồi. Và chị thứ ba có tham gia chương trình thì tôi có xem qua TV coi thì thấy cũng nó cũng hay hay, thành ra tôi mới động viên bà xã đi làm chương trình. Công việc hàng ngày nội trợ thì bà xã cứ lo cho gia đình rồi chợ búa hàng ngày không à, thành ra làm như quên hẳn cái vấn đề đó. Cô chú là kết hôn được bao nhiêu năm rồi ạ? Cô chú kết hôn được 35 năm. 35 năm, chà, là quen nhau từ lúc bao nhiêu tuổi cô nhỉ? À, lúc chú cưới cô mới có 21 tuổi. Trời ơi, vậy là chú, con hỏi chút xíu, ngày xưa cô 21 tuổi thì cô như nào hả chú, cái hồi mới yêu nhau á? Bà xã đây là đi buôn bán với chợ á, thì thường thường tôi đi lấy hàng cho bà mẹ đi ba dạy lòng giáo viên đi dạy học á, thì lấy hàng thì mới gặp. Còn con gái thì cái lúc đó thì có vẻ như là mũm mĩm hơn, nhưng bây giờ thì như là thời gian là sanh con nuôi con rồi lo công việc gia đình nên ra nó có vẻ hơi gầy chốc xuống sắc. Rồi rồi sao chú xíu hả? Rồi sanh bà hai đứa con nuôi tới bây lớn thì phải tàn theo năm tháng. Nuôi tàn theo năm tháng. Đó là hy sinh cho chồng cho con đúng không cô? Con thấy là cô hình như là cũng có xăm chân mày với lại xăm môi đúng không?
là trước đây con nhớ cô Ngọc á, cô chị gái của cô đúng không, là cũng có xăm. Hai chị em có rủ nhau đi xăm không vậy? Đúng rồi. Là rủ nhau đi xăm. Đi xăm về xong rồi chú có nói gì không? Về chú la quá trời. Yeah. Chú nói họp sao không để tự nhiên. À đó, thấy không, là muốn người ta làm đẹp, người ta làm đẹp xong về lại la. Mà thực ra là con thấy á, là đối với cái lông mày của người lớn tuổi, bởi vì là cái cơ mặt của mình nó không như ngày trước nữa, nên là bây giờ nó cảm giác nó hơi bị lệch, cũng làm cái lông mày của mình bị nhướn lên một chút, làm cho cái trán mình bị ngắn á. Cho nên là cái này mình phải make up để mình khắc phục thôi, chứ còn không có cách nào khác, bởi vì mình đã xăm lên da mình rồi. Con thấy là da cô cũng với tuổi cô hiện tại là cũng rất là đẹp rồi, nhưng mà hơi nhiều đồi mồi một chút, thì mình sẽ phải khắc phục bằng màu sắc của cái trang phục. Giống như cô đang mặc bộ trang phục như bây giờ nè, là trắng đen nhìn nó hơi bị tối, nó làm cho mình trông hơi bị buồn đó cô. Cho nên mình lớn tuổi rồi, mình cũng không phải là ăn mặc sặc sỡ quá đâu, nhưng mà mình sẽ lựa chọn những cái màu sắc nào đó cho nó nhìn nó vui mắt một chút, để trong cuộc sống mình có nhiều niềm vui hơn, đúng không? Người khác nhìn vào mình cũng thấy vui hơn nữa, đúng không cô? Nói chung là chăm nghe không bằng mắt thấy ha. Giờ có mấy cái hình ảnh hồi xưa đó, hoặc là Sáu có đi Canada hay là có đi chụp với bạn rồi nè, như có gia đình. Tốt quá, thế cho con xem với ạ. Đây, à đây là hai chị em đúng không cô? Đâu, bên nào là cô ạ? Chị gái nè, này cô. Trời ơi, giống nhau quá, không nhận ra được luôn á. Người mình đã ba vòng bằng nhau nè, mà hơi tròn một chút xíu, mà mình mặc áo sọc ngang á, là mình sẽ dễ bị tròn hơn á cô. Mà áo ba lỗ nữa, nó dễ làm cho mình hở khuyết điểm á. Đây là con gái hay là cháu gái à cô? Cháu gái của chị. À là con gái của chị. Trời ơi, đi sở thú mà ngầu, mặc đồ ngầu quá ha. Nhưng mà cái kính này không có hợp với cái đầm này nha cô. Tại vì nhìn cái kính này rất là ngầu. Cái kính này này nó làm cho cái mặt của cô nó bị tròn ra, bởi vì nó là cái ngang. Đúng rồi, với những cái người mà gương mặt mình tròn á, mình thì dùng những cái gọng mà nó hơi có góc cạnh chút xíu, ví dụ như là hình vuông, hình chữ nhật đó, hoặc là hơi mắt mèo, thì nó sẽ làm cho cái mặt mình nhìn nó dài hơn. Còn cái kính này là nó làm cho mặt mình bị ngang ra nè. Thôi nha, mai mốt đem cho con gái nha. Dạ rồi, được rồi, con có coi qua mấy cái này. Mình còn hình nào nữa không cô? Cái hình này là cô đi qua nhà Canada qua em gái đây chơi. Là hình đi qua Canada, đi qua Canada chơi ha. Trời ơi, cũng xài đồ hiệu lắm nè. Tức là mỗi cái mà cô xài á, cái áo cũng đẹp, cái váy cũng đẹp, cái túi cũng đẹp, nhưng mà ba cái nó không liên quan đến nhau, thì là nó làm ra một cái tổng thể rất là rối mắt. Thà là mình một cái đầm đẹp thôi, mình khoác nhẹ cái túi hay là mình khoác nhẹ cái áo là được. Áo mình nhiều thứ quá trong cùng một cái bộ đồ là nó sẽ làm mình rất là bị rối nè. Cái nào cũng có họa tiết hết. Trước khi để đến bước tiếp theo á, thì con muốn hỏi thêm một chút về nguyện vọng của chú, là chú có muốn đặc biệt muốn là cô sẽ thay đổi như nào không ạ? Xem qua những cái chương trình trước đây tôi coi thì cũng sau khi mà được các chuyên gia đều trang điểm rồi hay là tạo dáng này nọ lại thì thấy có thay đổi, có đẹp hơn. Thành ra cũng nhân cơ hội này thì cũng muốn cho bà xã có những cái gì đó thay đổi. Dạ. Đấy, mình có thấy cái sự mới mẻ hơn. Dạ rồi, con ghi nhận sự mong muốn này của chú rồi. Thì bây giờ con xin phép chú cho con được xem qua tủ đồ của cô ha, để mình xem là bây giờ cô đã có những cái gì rồi, thì mình có thể trên cái nền tảng đó mình xây dựng một cái định hình mới về phong cách cho cô ha. Rồi, con xin phép cô được không? Trời ơi, thời thanh xuân ngày xưa đây rồi. Có hình mặc đám cưới kìa cô, cái là hình đám cưới đúng đó, không? Cô lúc đó cô 21 tuổi. 21 tuổi hả? Trời ơi, nhìn như nữ diễn viên điện ảnh bây giờ. Này ha. Dạ. Yeah. Ok, hình này là cách đây bao nhiêu lâu hả cô? Cái này không, đám cưới con trai lớn cô là năm 2013. Đây là làm bà xui đó đúng không? Làm bà xui. Bây giờ con sẽ xem qua tủ đồ của cô ha. Cô lấy cho con mấy cái bộ đồ mà bình thường cô hay mặc được không? À đây, đó là lý do vì sao con nói rằng cô dùng rất nhiều họa tiết. Cô lúc nào cũng thích là có cái hình hài ở trên cái bộ đồ đúng không? Cái này là áo là hơi xẻ một chút, xong mình sẽ mặc quần bên trong đúng không cô? Rồi ok, con cho con xem bộ tiếp theo nào. Rồi, đó lại sọc ngang nữa. Thích sọc ngang lắm nè. Mà mặc dù biết là mình phần trên mình bự hơn phần dưới rồi, nhưng vẫn thích mặc áo sọc ngang nè. Rồi đó nữa, sọc ngang nữa. Con mới nói cô sao?
Đó, quý vị khán giả ơi, như mọi người chắc là cũng sẽ có người biết và có người không, nhưng mà thực ra những người mà hơi tròn một chút xíu á, mà mình mặc sọc ngang, mà sọc ngang to như này nữa thì nó sẽ làm cho cơ thể mình bị tăng chiều ngang, nó làm cho mình rất là mập, cho nên là mình đã tròn rồi mình tránh mặc sọc ngang nha. Đó, mấy cái áo này là đem cho con gái, con dâu hết nha cô, không được mặc áo sọc ngang nữa nha. Có chương trình tới đây tư vấn cho cô đó. Dạ, vâng. Bây giờ cô mới thấy cái nhược điểm rồi, cái trang phục của mình nó không phù hợp nữa. Dạ vâng, rồi ok, con cảm ơn cô. Rồi quần áo của mình đã thế rồi gì chứ? Có đồ trang điểm gì cô có hay trang điểm không, cho con xem đồ trang điểm. Cô ít đi trang điểm lắm, mà ví dụ đâu mà đi đám giỗ hay là đi chơi chút thì nhẹ nhẹ thôi. Dạ rồi, thế cho con xem luôn là cô sử dụng những cái sản phẩm gì ha. Bình thường là bước đầu tiên mình sẽ làm gì trước nè cô? Bước đầu tiên thì cô đánh như này. Trời ơi, cái bông phấn nó muốn tan rã rời luôn. Cô mua bông phấn khác đi nha cô, tại vì bông phấn mình chỉ được xài trong 3 tháng thôi. Cái bông phấn này này, sau 3 tháng là mình phải đổi đi, nếu không là những cái vi khuẩn ở trong này là nó tích tụ lại, nó làm da mình xấu hơn á. Cho nên là mình phải bỏ cái này, mình đổi cái khác và phải thường xuyên giặt sau khi dùng nha. Rồi, cái bông phấn này nó cũng rất là dơ rồi, mình xài lâu, nhìn là biết là mình xài lâu rồi. Cái này cô mua bao nhiêu lâu rồi hả? Chắc cũng cỡ 10 năm rồi. Trời đất ơi, phấn là không có được xài lâu. Phấn mắt hay là kẻ lông mày thì mình có thể xài lâu được nha quý vị. Nhưng mà riêng phấn nền này, kem nền này, son môi này là không được sử dụng quá lâu. Phấn nền là hạn sử dụng của nó chỉ có 2 năm thôi, từ khi ngày mình bóc ra. Còn son môi ấy, thì được 1 năm. Đó, cho nên là mình thường là mình không có mua những cái gì quá to, bởi vì mình đâu có đi đâu nhiều đâu, mình chỉ mua những cái mini kit nhỏ thôi cô. Mình bỏ túi á, rồi mình xài hết cái đó là mình mua cái khác, chứ mình không để lâu quá. Để lâu quá nó rất là hại da, nó làm da của mình bị nhiễm khuẩn rồi bị ăn vào cái lỗ chân lông á, làm nở to cái lỗ chân lông mình ra. Đó là lý do vì sao mà mình rửa hoài nó không sạch ra á. Dùng mỹ phẩm cũng là phải để ý, lưu ý nha quý vị khán giả. Rồi đây là son ha, cái này thì có vẻ còn mới này. Rồi ok, con cảm ơn cô. Rồi con đã xem qua tủ đồ của cô này, cũng xem qua đồ make up của cô rồi. Còn bây giờ hai cô cháu mình sẽ đi tới bước tiếp theo luôn, đó là mình sẽ đi tới một cửa hàng thời trang để xem là phong cách nào sẽ phù hợp với cô nhất. Nếu ông xã khích lệ tham gia chương trình Tự tin để đẹp quả thật hạnh phúc, liệu bông chuẩn sẽ biến thân nhân vật này ra sao? Thương hiệu thời trang cao cấp Cát Siêu, 38 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đồng hành cùng Tự tin để đẹp ngày hôm nay. Thương hiệu thời trang cao cấp Cát Siêu với mục tiêu chiếm trọn trái tim của các quý bà quý cô từ độ tuổi từ 20 cho đến 50 tuổi. Cát Siêu không chỉ cung cấp các sản phẩm mang phong cách ấn tượng, thiết kế độc đáo, mà còn giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh. Hiện giờ thì mình đang ở một cửa hàng rất là đẹp ở trên đường Lý Tự Trọng, và mục đích chúng ta đến đây là con muốn cô thử rất nhiều loại trang phục để xem là với cái phong cách như thế nào, trang phục như thế nào thì cô sẽ là đẹp nhất. Nhưng mà trước đó thì cô hãy chọn cho con hai bộ trang phục mà cô cảm thấy là phù hợp nhất với mình bây giờ ha, xong sau đó mình nói chuyện tiếp. Ok, rồi mình đi tiếp. Với cô Thúy Ngọc bình thường thì cô cũng rất là thích sửa soạn. Tuy nhiên là bởi vì mình chưa biết rằng là cái phong cách nào sẽ phù hợp với mình, và người cũng hơi bị tròn, cho nên là cô muốn làm sao để người gọn gàng hơn. Thì với cái yêu cầu của cô Ngọc á, bông cũng sẽ không chọn cho cô những màu quá sặc sỡ, bởi vì ở lứa tuổi này nếu những màu quá sặc sỡ thì sẽ làm cho mình cảm giác mình bị hơi over, hơi bị quá. Cho nên bông sẽ chọn những cái màu sắc nó tương đối là phù hợp với độ tuổi. Về phần form dáng thì bông đang tìm kiếm một cái form dáng hơi dài một chút, để làm sao mà có thể nâng cái chiều cao của cô Ngọc lên một chút, vì cô thực ra cũng hơi thấp. Wow, tại sao cô lại chọn bộ trang phục như này? Tại cô thích cái màu này. Cô thích màu này hả? Rồi tại sao cô lại mặc bộ trang phục này? Cũng thích màu đỏ luôn. Tức là thích cả màu rực rỡ lẫn màu nhẹ nhàng luôn. Ở cái bộ trang phục này thì con thấy là họ có một cái điểm nhấn rất là dễ thương ở phía sau như này. Với cái trang phục này thì con nghĩ là nó sẽ không che được khuyết điểm tay giống như là bộ trang phục cô đang mặc đâu. Bởi vì là với trang phục này thì cái tay của nó sẽ che khuyết điểm được toàn bộ.
về phần bụng cũng như là ngực hay là tay. Tuy nhiên là về cái phần màu sắc khá là rực rỡ mà con lại đang muốn thay đổi cô một chút, thì trang phục bình thường của cô cũng đã có rất là nhiều màu sặc sỡ rồi, cho nên mình sẽ thử lựa chọn một cái bộ trang phục khác làm sao mà biến đổi cô hoàn toàn khác với cô Ngọc bình thường, được không ạ? Và bây giờ cô có tin tưởng giao phó cho con để con chọn đồ cho cô không? Rồi, tin tưởng. Vậy mình đi nha, mình đi luôn ha. Dạ rồi, đây. Và nơi tôn thêm vẻ đẹp của nhân vật chính là Hitomi Beauty Salon 64 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hitomi Beauty Salon với nhiều liệu trình phục hồi chuyên sâu giữa Smart Bond, Makeup and Hair, duỗi uống nhượng, đảm bảo quý khách hài lòng với giá hợp lý, chất lượng tuyệt vời. Dạ, đối với tóc của cô hiện tại á, thì con thấy nó ra chân bạc, nên là con sẽ giảm bạc cho cô để cho nó cái phần bạc và phần màu này sẽ hòa quyện với nhau, nó không có bị lệch hai màu. Tóc của cô hiện tại thì rất là ít này, nên là đi tiệc hoặc là mình đi đâu á, mình có thể là làm phòng nhẹ lên. Tóc của cô hiện tại á, cô kẹp bằng cái này này, nó sẽ làm cho cô bị gãy, khi mà cô tháo ra sẽ bị gãy cả ngang qua, thì cô hạn chế kẹp bằng cái này. Và con sẽ tư vấn cho cô bằng cái kẹp tóc này này, là cô ở nhà là cô có thể bối tròn lên và cô cuốn lại, cô kẹp vậy lên thì nó sẽ không có bị gãy ngấn, mà nó làm cái tóc của cô sẽ phồng tròn nhiều hơn nữa, không có bị bẹp như cái kẹp này. Tóc của cô hiện tại do cô uống nhiều á, cái đuôi tóc rất là sơ sát, trẻ ngọn rất là nhiều, nên là xíu nữa con sẽ cắt cái phần ngọn. Và tóc cô thì mình nhuộm bạc nhiều lần á, nhuộm bạc rồi đen á, thì mình không thể nhuộm được những cái màu sáng được, nên là con giảm bạc đen thôi. Tức là tóc mà đã nhuộm đen rồi, đúng rồi, thì rất khó lên màu khác, đúng không? Nếu mà nhuộm màu là mình phải lấy hạt mà tẩy rửa đen ra. Cô thì bình thường cô có hay dùng kem chống nắng không? Cô nhớ bôi xuống cổ nhé, tại vì cho thấy cổ cô là bị sạm rồi. Mà nhiều người thì người ta sẽ quên chăm sóc cái vùng cổ. Nhìn mặt thì trẻ nhưng mà cái cổ nó rất là già. Đó. Mấy khi mà cô đánh nền á, thì cô nên đánh một chút xuống cổ để nó che khuyết điểm cái cổ của cô nó đang bị sậm đi. Mặt cô là hơi bầu. Hai bên này thì cô có đánh cái nền tối hoặc là phấn khối tối một chút. Và cái bên trán của cô thì lại nhỏ. Đó, lại không phải là trán rộng thì cô không cần thiết đánh bên này. Mặt của cô là mặt hình trái lê. Thì mình sẽ đánh khối mà gạt hai bên này xuống. Và thêm khối mũi để cho cái mũi nó cao hơn, nó đỡ bị gãy cái góc này cô. Mắt của cô thì cũng hơi sụp một chút thôi. Mình những mắt mà sụp với người lớn tuổi thì mình không nên chọn những cái tông màu mắt mà đậm là nhiều nhũ, tông thiên về những cái tông mà màu tím, màu xám, màu khói là mình không nên dùng. Đúng rồi, mình sẽ thiên về những cái màu cam ấy, da nhẹ nhàng thôi, thì nó không có bị lố mà cái mắt nó sẽ nhẹ nhàng, nó không bị nặng nề. Cái màu môi của cô là mặt cô bị xỉn. Khi mà mình trang điểm thì cô nên che khuyết điểm vào cái môi, thì cô đánh son nó sẽ đúng màu, chuẩn màu, nó đẹp hơn. Và bây giờ sẽ là phần đặc biệt nhất của chương trình, cũng là phần mà quý vị khán giả đang mong đợi nhất, đó là phần xuất hiện của nhân vật. Thì cảm xúc của chú bây giờ hiện giờ như thế nào ạ chú? Thấy hơi hồi hộp. Hơi hồi hộp chút hả? Chắc là con không để chú đợi lâu nữa ha, con sẽ gọi cô ra ngay bây giờ ha. Rồi ok, bây giờ con đếm 1 tới 3 thì cô Ngọc bước ra nha. 1, 2, 3, xin mời cô Ngọc ạ. Wow, thần thái hoàn toàn mới, trẻ hơn gần 10 tuổi khi diện khoác lên mình một sắc đen huyền bí và sang trọng, giúp tô điểm làn da sáng trắng được nổi bật cùng kiểu tóc búi cao rất phù hợp với gương mặt. Liệu ông xã có nhầm lẫn không nhận ra vợ mình không? Rồi, mời chú mở mắt ra này. Thấy có bó hoa tặng là thấy hạnh phúc rồi nè. Ê, ông xã tặng bó hoa. Chà, lại còn có thiệp nữa ha. Mình đọc xem là chúc mừng bà xã tự tin để đẹp. Ôi, dễ thương quá à. Bây giờ cảm xúc của cô như nào khi mà nhìn thấy ông xã đứng đây đợi mình? Là xúc động, rất là vui. Cô có hài lòng với diện mạo mới của mình sau khi ekip chương trình đã thay đổi cô không? À, cô rất là hài lòng. Dạ, cảm ơn cô. Còn chú thì sao, chú có hài lòng không ạ? Tôi thì rất là cảm ơn ekip chương trình đã tạo cho bà xã có một cái thay đổi. Mà cách nay 35 năm tôi cũng đã từng tặng quà cho bà xã trong dịp ngày đám cưới. Thì trong dịp này cũng như là lần thứ hai. Ồ,
một thời gian rất là lâu đấy. Chú ơi, so với ngày xưa lúc mà chú tặng bó hoa đầu tiên cho cô á, trong ngày đám cưới, so với bây giờ thì cảm xúc của chú như thế nào? Có gì thay đổi không? Trước đám cưới thì cái gì á, lúc đó còn trẻ, nó cảm xúc nó khác so với bây giờ. Đối với bây giờ thì mình thấy là trong mắt mình bà xã lúc nào cũng đẹp. Đó, thấy chưa? Thế là hạnh phúc, đấy là điều hạnh phúc nhất rồi. Mà trong sau 35 năm người đàn ông ở bên cạnh mình vẫn khen mình đẹp, đó là cái điều hạnh phúc nhất rồi đúng không cô? Và nhân đây thì nhãn hàng Casio cũng có một cái món quà nhỏ gửi tới cho cô là một voucher 500.000. Và Salon Hitomi thì có món quà nho nhỏ muốn tặng cô là phí voucher giảm giá 20% và một suất hấp phục hồi lần sau. Và quý vị khán giả ơi, làm đẹp thì không bao giờ là muộn, và bất kể độ tuổi nào thì chúng ta cũng cần phải chú ý chăm sóc bản thân. Chương trình được phát sóng vào lúc 15 giờ trên kênh HTV7 vào thứ bảy hàng tuần. Nếu quý vị không có thời gian xem thì hãy xem lại ở MCV Media nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau. Tạm biệt.